Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về bộ vít đa năng 42 đầu chuyên mở đồ điện tử, điện thoại, máy tính. Đây là bộ vít, hộp rất là nhỏ gọn, dễ dàng mang theo, rất là chắc chắn. Có nút mở, các đầu vít sắp xếp rất hợp lý, dễ nhìn, dễ tìm, dễ lấy và cũng như dễ dàng cất vào. Bộ sản phẩm gồm 45 chi tiết, 42 đầu vít. Đây là can vít. Đầu gắn vít. Đây cũng là dụng cụ hỗ trợ gắn đầu vít để mở các ốc vít nằm trong sâu. Hoặc trường hợp ta cần cán dài, hoặc chúng ta có thể gắn vào cán đây làm thiết bị trợ lực để vặn các ốc mà khó vặn. Đây là cây kèm. Hộp sản phẩm. Model BS6089A. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giới thiệu các bạn về các đầu vít. Như các bạn thấy, đầu tiên là đầu mở các ốc lục giác M2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 và 5.5. Đấy, nó sắp xếp theo dải để các bạn có thể dễ dàng lấy ra. Đầu mở ốc lục giác 2.5. Đầu nhỏ nhất, đầu mở ốc lục giác 2.5. Và gắn vào đầu vít. Đây, chúng ta mở ốc. Tiếp theo là đầu 3.0, lục giác 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 và đầu lớn nhất là 5.5. Rồi mở các ốc lục giác. Tiếp theo là các đầu 6 cạnh. T3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20. Đầu 6 cạnh, đầu nhỏ nhất là T3. Nó sắp xếp theo dải để các bạn dễ dàng tìm kiếm, dễ dàng lấy ra sử dụng cũng như cắt vào. Đầu T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15. Và đầu lớn nhất là đầu T20. T là cái đầu 6 cạnh nha bạn. Tiếp theo là đầu H. Đầu H là đầu lục giác. H0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 và 4.0. Cái đầu H. Lục giác, đầu nhỏ nhất là đầu 0.9. Nó sắp xếp theo dãy 0.9 tiếp theo tới 1.3 và 1.5, 2.0, 2.5, đây là 2.5, đầu 3.0, 3.5, đầu lớn nhất là đầu 4.0. Sắp xếp theo dãy các bạn dễ tìm. Tiếp đến là cái đầu tôi viết dẹp 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0. Đầu tôi viết dẹp. Đầu nhỏ nhất 1.0, đầu dẹp. Tiếp theo đầu 1.5 và 2.0, 2.5, 3.0 và 4.0, 4.0 đầu lớn nhất. Đầu dẹp hai dãy này. Tiếp đến là đầu 4 cạnh 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0. Đây. 1.5. Đầu 4 cạnh. 2.0. 2.5. 3.0. Và đầu lớn nhất là 4.0. Đầu 4 cạnh lớn nhất 4.0.
Tiếp theo là đầu tam giác 2.3. Tam giác 2.0. Tiếp theo đầu ba cạnh y 2.0. Đầu tôi viết ba cạnh y 2.0. Đầu 5 cạnh 0.8 và đầu 5 cạnh 1.5. Đây, đầu 5 cạnh 0.8. Thì những cái đầu này thường sử dụng cho thiết bị của Apple như là iPhone. Hai đầu này nó chuyên sử dụng các thiết bị của Apple. Đầu 5 cạnh. Tiếp theo là đầu tròn 1.0. Bạn thấy đây đầu tròn 1.0. Và cuối cùng là đầu chữ U 2.6. Bạn thấy đầu chữ U 2.6. Hộp thiết kế rất là nhỏ gọn, tiện mang theo. Bạn có thể đóng nắp lại. Đó. Khi sử dụng chúng ta cần bật nút Open, mở ra. Gắn đầu vít đâu. Có đầu vít sắp xếp rất là trật tự, dễ dàng tìm kiếm, lấy ra, sử dụng. Đây là gắn trợ lực để ta mở các ốc mà nó cứng chắc, và trường hợp chúng ta sử dụng các ốc mà nó gằm trong hốc sâu nha, ta gắn này cho vít nó dài nè. Một vít đa năng 42 đầu thì chuyên sử dụng để sửa các đồ điện tử hoặc điện thoại, máy vi tính. Bạn giờ dùng trong gia đình cũng rất là tiện dụng. Để xem thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như đặt hàng thì bạn có thể truy cập website thanhcomstore.vn.